Hi, xin chào các bạn đến kênh TGC Vlog của mình các bạn. Hôm nay mình với con gái mình sẽ làm món gà AFC các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm các bạn ơi. Đây là tô bột chiên giòn của mình các bạn. Đây là để mình cái bột chiên xù các bạn ơi. Đây là đùi gà mình đã luộc sẵn các bạn. Bây giờ bắt đầu mình tiến hành mình sẽ làm các bạn ơi. Cho đùi gà mới luộc nén các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ dầu vô các bạn. Chờ dầu nó nếm lên là mình sẽ nhúng đùi gà mình sẽ bỏ vô mình chiên các bạn ơi. Đây là bí hóc của mình nha các bạn. Nấp rồi. Chơi cho nấp. Chờ dầu tới là mình sẽ nhúng đùi gà vô. Rồi mình sẽ bỏ cái chiên vào. Chó đứng. Chó đứng. Đó, bây giờ mình sẽ đầu nhúng đùi gà các bạn. Đầu tiên nhúng bột vô. Đầu tiên là mình sẽ nhúng bột vô. Gà ấp xì. Sau đó lăn. Rồi bây giờ mình xây lăn lại nha các bạn. Lăn đi lăn lại các bạn ơi. Gì lử vậy? Gì lử à? À quay clip không được ly lử rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ đùi gà vô các bạn. Mình chiên các bạn ơi. Đó các bạn, đùi gà mình bây giờ nó vàng các bạn ơi. Giờ bắt đầu mình sẽ ghép lại các bạn. Ngon xay. Ngon chảy nước miếng luôn hả? Chưa thấy mình ngon chảy nước miếng luôn. Đây là đùi gà nãy mình mới vớt trước các bạn. Giờ còn bốn ở đây mình cho bị giờ mình chờ chín mình sẽ ghép ra các bạn. Chín vô là mình ghép rồi mình ăn và miếng nha các bạn. Giờ mình chiên xem rồi các bạn. Giờ mình sẽ ghép ra các bạn rồi. Hấp dẫn không?
Rồi các bạn, mình đã chiên xong các bạn. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Giờ bưng ra nha các bạn. Đây là món gà IFC của mình làm cái nãy rồi các bạn. Mình cũng chiên các bạn xem các bạn. Bây giờ mình với con gái mình sẽ thưởng thức các bạn. Mình sẽ kèm với tươi các bạn. Các bạn thấy được gà không? Qua đây các bạn rồi. Nếu còn ném giò mà máu chiên giò máu chiên ném mà chưa mời các bạn sẽ ăn đầu mời các bạn nha rồi dựng mặt các bạn đi thèm quá ăn luôn đúng không? Đúng rồi, mình đem thảo đi. Ném không? Ném không? Này nặng quá. Ừ. Để mình chỗ kẹm ấy. Cái này có con.
Mày chơi anh cũng nặng nặng vậy. Để xem nè. Tao xem nó miếng qua coi anh. Thèm chế miếng luôn mà. Nãy giờ hai bố con mình ăn cũng nhiều bạn ơi, mình ăn hai cái ớt mà có dầu mỡ nên video mình cũng dài mà. Nên nếu các bạn thấy món gà ADC của mình hay, các bạn nhớ ủng hộ cho team mình, các bạn hãy cho mình một like và một share, một đăng ký các bạn. Chào, nhấn chuông các bạn, giờ chào tạm biệt các bạn nha.